Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel của mình và mình là Lộc Sutaki. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ chơi tiếp Minecraft thời đại khủng long. Ở tập trước thì chúng ta đã tiến hành một ngày kiểu như là cho tất cả các cặp đôi khủng long trong khả năng á sinh con đẻ cái á, và bây giờ những nhóc khủng long này đang được nuôi nấng khá là ok nè. Hầu như mọi thứ đều trong cái tầm kiểm soát của mình các bạn ạ. Thế nên là hôm nay chắc là chúng ta sẽ có một ngày để đi khám phá cũng như là phiêu lưu một xíu đi. Bữa giờ thì từ lúc mà mình khám phá cái hang động mà 500 tới bây giờ á, mình không có khám phá thêm những cái hang động khác các bạn ạ. Và mình nghĩ còn rất là nhiều nơi thú vị để chúng ta có thể cưỡi khủng long và đi tới đó. Nên là hôm nay mình quyết định chúng ta sẽ săn thêm những cái cave tablet các bạn. Ở nhà thì mình đã có cave tablet của hang động 500 nè, của hang động nguyên thủy. Còn ở đây là hang động gì mình chưa rõ nên là mình sẽ lên trên chúng ta nghiên cứu thêm ha. Mình sẽ cần có một ít giấy nữa, ok, và coi thử coi hang động này sẽ là hang động gì đây. Chơi vô, lâu rồi không có phân tích văn tự cổ, không biết có lục nghệ không nữa. Rat rock hả, chữ r. R là 4 dấu chấm các bạn, là cái dòng đầu tiên luôn nè. Mình sẽ thử ha. Ui, sai bét rồi. Cái này là chữ Rat, Rat kêu. Vậy thì mình phải tìm chữ khác rồi. Đây. Mình đã tìm ra một chỗ khác, nó có hai chữ R luôn các bạn. Tổng cộng là 8 dấu chấm nè. Đó, thành công. Tiếp theo sẽ là từ Geothermal. Geothermal hả ta? Chữ G là hình giống như là chữ T nhưng mà nằm ngang các bạn ạ. Chữ E là chữ L kèm theo dấu chấm. Ê, ở đây chăng? Nè, góc chữ T nằm ngang, L kèm theo dấu chấm. Chính xác rồi các bạn. Yes, còn một từ nữa thôi. Từ Emit. Ê, đây. L dấu chấm, L lật ngược. Nice. Và chúng ta sẽ có được Codex của Toxic Cave. Hang động chất độc hả ta? Wow. Ê, chắc mình sẽ lên chơi mình phân tích thêm mấy cái nữa đi các bạn, để mình tìm hiểu luôn. Tại lúc trước á, thường là mình sẽ cầm cái bản đồ tới cái hang đó rồi mình mới bắt đầu tìm hiểu, như vậy thì sẽ bỡ ngỡ lắm. Nên là bây giờ mình sẽ chủ động ở nhà tìm hiểu trước ha. Ui, từ rất nhiều giống hồi nãy nè. Dễ. Đồng phim, nãy giờ mình đã phân tích được 6 cái cave codec rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kích hoạt đâu đó cỡ 5 cái đi ha. 1, 2, 3, 4, 5. Xong phim. Và bây giờ mình đã gần như là mở khóa hầu hết những cái kiến thức ở Toxic Cave rồi các bạn ơi. Wow. Để coi giới thiệu sơ qua ha. Quầy. Hình như đây là một cái hang động có axit luôn nè. Wow, nghe là có vẻ căng thẳng rồi đó. Tài nguyên coi. Tài nguyên thì ở đây có uranium. Hả? Trời. Còn có một vài thứ mình nghĩ là rất là căng đây. Có gạch đá gì để xây dựng gì nữa nè. Sao đây nhìn giống như cái bom nguyên tử vậy? What the heck? No Creeper. What the heck? Đây là Creeper nhưng mà phiên bản phiên bản thứ dữ hay sao các bạn ơi? Giống như có trái bom trong người vậy đó. Quay. Cắn rồi. Rat Gill là gì nữa? Rat Gill là một cái con cá ha. Ok. Raniac là một con quái vật có 40 máu. Nó cũng khá là nhanh nhẹn cái thứ rồi nè. Why. Nãy giờ là toàn thấy thứ dữ không đó. Ở đây là con gì đây? Gamaroch. Giống như con gián vậy, giống như Tiêu Cường vậy. Và hầu hết mấy con quái này nó đều rơi ra đồ cho mình ha. Rồi tới mèo. Mèo bị nhiễm phóng xạ hay sao nè các bạn ơi. Ghê nhá. Và Tremozilla. Wow. Đây có vẻ là boss ở hang động này nè. Hang này có boss các bạn ơi. Wow. Ôi, có đồ bảo hộ nữa hả? Wow. Hazmat armor. Wow. Mình sẽ coi công thức coi.
một xíu mình sẽ thử coi mình có làm được hay không á. Ui còn có bom nguyên tử nữa hay sao nè. Đúng rồi, nuclear bom nè các bạn ơi. Uầy, cái hang này có vẻ là ẩn chứa rất là nhiều thứ nguy hiểm nha, nên là chuyến đi này mình phải thật là cẩn thận. À, hồi nãy là mình coi sách giáp có tên là Hazmat ha. Đây, nó có màu vàng các bạn ơi. Cách làm ra nó thì mình sẽ có những cái polymer plate. Và cái này thì được làm từ 4 nguyên liệu chính ha. Lần lượt là cái lọ radon, rồi toxic pasteur, sulfur dust, bột lưu huỳnh các thứ, và cuối cùng là sắt. Căng vậy. Vậy là chúng ta sẽ đi kiếm những cái tài nguyên này. Chuẩn bị lên đường nào các bạn ơi. Làm liền cái bản đồ ha. Công thức của nó là như vậy. Ok, chúng ta đã làm ra được một cái bản đồ để dẫn tới hang động toxic. Và coi coi nó nằm ở hướng, nó ở hướng này. Ê, bữa giờ mình toàn là đi tìm hang động là hướng này không luôn á các bạn. Mình thấy có một điểm chung á. Ok, được thôi. Và có vẻ là nó cũng khá là gần mình nha. Được á. Nhưng mà để chuyến đi này an toàn thì mình nên đi vào ban ngày đi, cho chắc cú. Và vì mình đọc được rất là nhiều thông tin nguy hiểm, cho nên là chuyến đi này mình sẽ dắt theo ít khủng long nhất có thể. Và chắc là mình sẽ chỉ cưỡi khủng long bay tới đó thôi. Rồi sau đó một mình sẽ tự khám phá cái hang động đó hết các bạn. À, mà để cho mình có thể mang được nhiều đồ về nhất thì thôi mình sẽ nâng cấp ba lô lên cái đi ha. Ok, chúng ta sẽ nâng lên ba lô kim cương đi. Bữa giờ mình xài ba lô bằng vàng hơi bị lâu rồi đó. Dục cái nâng cấp nè, một ít kim cương xung quanh. Rồi, nhét vô cái vàng rèn, nhưng mà cần thêm một da nữa. Đó luôn. Đó phanh. Chúng ta sẽ có được ba lô kim cương. Sắp tới thì có netherite thì mình sẽ nâng lên ba lô netherite sao ha. Giờ thì có ba lô kim cương là quý rồi các bạn ạ. Ok, mọi thứ đã sẵn sàng. Lên đường thôi khủng long bay. Mong là chuyến đi này mình có thể an toàn trở về ha. Chứ không thôi mà nhiễm phóng xạ trở về là lại lây cho mấy em khủng long tội nghiệp. À, bạn nào có nhu cầu mua Roblox, Love Root cũng như là Unit Talent thì nhớ ghé qua shop của Lập nha. Lên shop ở dưới phần bình luận video á. Ok. Tới rồi. Ooh. Cái hang này nó ngay cái tòa tháp này luôn nè các bạn ơi. What? Trùng hợp vậy. Ok, mình sẽ cất lasso chữa em khủng long bay vô trong á. À, cái tòa tháp này không có dẫn xuống dưới lòng đất. Nó chỉ tới đây là nó hết rồi các bạn. Nhưng mà mình thích đào xuống dưới luôn. Để xem. Chúng ta sẽ ngay một cái hồ nước hả? Ồ, có cái mạch nước ngầm ở trong đây các bạn ơi. Mày chuối. Mình sẽ đi vô sâu tí xíu để không thôi hết oxy á. Rồi, tạm ổn. Từ đây mình mới bắt đầu đào sâu xuống dưới tiếp ha. Nhưng mà nên đào hai ô đi cho chắc. Lỡ ở dưới là nguyên cái hồ axit là đi luôn á các bạn à. Không đùa đâu. Nhờ có kiến thức, kinh nghiệm nhưng mà chưa có trải nghiệm nên là chúng ta cũng đề phòng được xíu. Ơi, mình nghe tiếng xèo xèo gì á các bạn ơi. Ơi sao giống như tiếng axit ăn mòn vậy. Đây rồi, có thành tựu rồi. Và đúng rồi các bạn ơi, dưới này hình như là cái hồ axit á. Mình nghe tiếng nó cứ xèo xèo. Ủa, ủa gì kìa. À đây rát róc nè, đá nhiễm phóng xạ. Đá này tương đối cứng nha. Bây giờ mình hết oxy rồi. Ok. Rồi. Hy vọng là đừng có lọt xuống cái hồ axit là được. Úi, cái quặng gì đấy? À, uranium. Wow. Mình đào được cái đống uranium nhưng mà khoan. Mình đã bị nhiễm phóng xạ rồi các bạn ơi. Vừa tiếp xúc với uranium là mình bị nhiễm phóng xạ liền. Nó phơi nhiễm nhanh vậy. Mày đấy cô. Nhưng mà được cái là đào một lần nó ra khá là nhiều uranium ha. Đã thiệt. Ủa nhưng mà cái hồ axit đâu ta? Nãy giờ sao mình không thấy nhỉ? Hay là mình đào hút cái hồ axit rồi? Dám lắm á các bạn ơi. Mình hết nghe tiếng axit luôn rồi. Oh man. Mình tới một cái hang khác và nó có rất là nhiều uranium luôn nè. Wow. Được ấy chứ. Còn quặng gì khác không?
Thế rồi. Ồ, và đây đây đây. Đó chính là cái hồ axit mà nãy giờ mình nghe tiếng bụm bụm á các bạn ơi. Hình như khi mà mình lỡ bước chân vô cái chỗ axit này thì mình sẽ lập tức bị phá giáp hay sao á. Mình sẽ thí nghiệm thử nha. Oh my god. Các bạn coi độ bền giáp của mình kìa. Mới bước vô thôi là giảm độ bền giáp liền luôn. Còn có cái cột khói gì nữa vậy? Trời ơi. Khói dữ vậy. Hít vô là sạc liền á các bạn à. Không đùa đâu. Ồ, ở đây còn có rất là nhiều uranium khác. Mình sẽ tranh thủ đào dư dư ra đi ha. Và tiếp theo mình sẽ đi tìm những con quái vật ở trong này. Chắc là mình sẽ săn cái con Braniac này trước nè các bạn ơi. Nó sẽ cho mình cái Soylent Green. Nhưng mà nãy giờ mình thì lại chưa thấy quái vật ha. Chắc là phải tìm một cái nhánh hang nào khác nó bự hơn. Ồ, và đây là Acidic Red Rock. Một loại đá khá là lạ các bạn ạ. Trông cũng rất là đẹp ha. Lượm luôn. Mình có nên lặn xuống dưới không ta? Thôi, tổ tiên mách bảo nên khám phá thử các bạn. Ôi trời 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 trời, đây hang. Cái hang cùng à, trời đất ơi. Tắp xuống đây, lấy oxy cái đã. Tranh thủ. Rồi, khám phá tiếp. Ôi có đường ra không vậy? Ôi thèo, không có đường ra rồi. Ui, ở đây nó có công trình. Ui mày thôi. Trong thùng nó có một ít cái đồ. Cinder brick, những cái cục gạch. Spelun key. Cái này thì là thức ăn á các bạn. Hết rồi. What, đây là khu vực gì đây? Wait, có cái thùng gì mà nhìn nguy hiểm vậy? Nó có logo phóng xạ gì kìa các bạn ơi. Đây giống như là một cái chỗ nghiên cứu nhưng mà đã bị bỏ hoang gì đó. Mình thấy vậy. Và có vẻ là nó hết chứa gì rồi. Ê, nhưng mà nó dẫn mình tới một cái hang khác các bạn ơi. Ở đây có lưu quỳnh luôn nè. Quá đã. What gì đây? What the hell? Ê, ở đây có quái vật các bạn ơi. Yêu. Đây là cái con giống tiêu cường mà hồi nãy mình đọc trong sách nè các bạn. Nó giống tiêu cường thiệt. Nhưng mà nó hình như nó bị nhiễm phóng xạ rồi. Mình đoán đây là con gián nhưng mà bị nhiễm phóng xạ các bạn. Cái nó bị đột biến á. What. Trời, con xương này nó bắn mình. Giảm bắn mình hả? Mình sẽ để. Ê, khoan. Con Ripper mang trong người trái bom nguyên tử kìa các bạn ơi. Ê, ẩu rồi fan. Nhìn nó nguy hiểm thật sự luôn á, coi kìa, ở giữa người nó có trái bom các bạn ơi. Không được rồi, mình phải tấn công nó từ xa đi. Giữ khoảng cách an toàn ha. Mình chưa biết rõ sức mạnh của nó. Ồ, và nó vẫn như Ripper thường. Nó cũng cho mình bột thuốc súng. Ok, và nãy giờ mình được một ít cái Toxic Buster rồi các bạn ơi. Còn cái lọ radon này kiếm sao ta? Ây da. Có nha. Từ từ để mình thám hiểm cái hang này xíu. Coi còn gặp con quái vật nào khác không. Nãy giờ mình mới gặp có hai loại quái vật thôi các bạn. Gián đột biến với cả là Ripper ôm bơm cảm tử ha. Thế rồi. Ở đây là một cái nhánh hang khác nè. Wow, tương đối to nha. Có thêm mấy cái mỏ lưu huỳnh nữa. Được luôn. Lấy luôn các bạn. Ê, mình gặp mèo phóng xạ rồi các bạn ơi. Chú mèo bị nhiễm phóng xạ, nhìn tội nghiệp vậy. Và có vẻ khá là thân thiện các bạn ạ. Nhưng mà khi mình lại gần thì mình sẽ bị lây nhiễm phóng xạ nha. Ai à. Raycat nè. Mình sẽ coi Raycat sẽ cho mình cái gì không. Không có rơi ra gì khi mà mình farm hết. Nên là thôi, mình cũng không có cần phải săn Raycat làm gì đâu.
Mà mình sẽ qua bên đây nè, mình thấy nó có một cái khu vực. Ui à, khu vực acid. What the heck, chưa xử con này cái đó. Nó cà khịa hơi bị nhiều rồi đó. Gì nữa đây? What the heck? Trong này nó có gì không? Ủa có cái thùng. Wow, có đồ ăn và uranium rod. Một cái thanh uranium các bạn ơi. Rồi một cái thùng rác thải hóa học nữa nè. Lượm luôn. Không biết dưới này còn gì không á. Mình không thấy. Ok. Có vẻ là ngày càng phát hiện nhiều thứ mới lạ các bạn ạ. Sau khi tìm hiểu kỹ hơn thì mình đã biết cách để chúng ta có được cái radon portal rồi các bạn. Là mình sẽ dùng cái lọ thủy tinh nè. Đó, mình sẽ lại mấy cái chỗ này mình múc ha. Đấy, múc thật là nhiều luôn. Được bao nhiêu đây? 30 chưa? Ok. 30 cái radon bottle rồi. Và mình đã sẵn sàng để chúng ta chế tạo ra cái polymer plate rồi. Nhưng mà xíu nữa về mình sẽ chế tạo sao ha. Giờ thì mình đã phát hiện thêm một cái khu vực khác. Và khu vực này thì không biết là nó có dấu rương không. Nhìn sơ qua là mình không thấy cái rương nào hết các bạn à. Đây lại là một cái lò nghiên cứu hóa học hay sao á. Nghiên cứu hạt nhân đồ các kiểu. Nhưng mà bị bỏ hoang các bạn. Mình đoán vậy. Chỉ tiếc là không có cái gì giá trị cho mình lấy hết. À, ok. Thôi chắc bây giờ mình sẽ về nhà để chúng ta làm một cái bộ đồ chuyên dụng để khám phá cái hang này ha. Chứ lỡ đâu mà mất luôn cái xích giáp tectonic này là hối hận không kịp đâu các bạn. Úi, còn có kim cương. Úi. What? Nhiều kim cương. Úi, nữa nè. Úi xôi. Uầy. Bội thu luôn các bạn à. Trúng mánh, trúng mánh. Vô tình lượm được một mớ kim cương. Để coi được mấy quặng đây. Ờ, hình như có một quặng thôi. Nhưng mà được 4 viên thì cũng được. Về đến nhà, việc đầu tiên như mình đã nói, chúng ta sẽ chế tạo cái polymer plate ha. Đó chính là một thứ rất là quan trọng để có thể làm ra được bộ đồ chuyên dụng. Đây, có luôn. Mình sẽ chế tạo ở bên trong ba lô đi cho nó an toàn các bạn. Xách cái này ra ngoài cái là mình sẽ bị nhiễm phóng xạ liền. Bấm công thức nè. Mình sẽ làm được đâu đó cỡ 28 polymer plate luôn nha. Quá ngon. Rồi 28 này thì mình sẽ làm lần lượt là một cái nón hazmat. Đó. Tiếp theo là cái áo nè. Rồi tới một cái quần. Và cuối cùng sẽ là một đôi ủng. Dạ, full set đâu rồi. Hiện tại thì set giáp tectonic chắc là mình phải treo lên rồi đó các bạn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ có một set giáp mới để mặc. Đó chính là set hazmat này. Mình sẽ trang bị vô thử ha. Xem coi. Uầy, có mặt nạ chống độc các thứ kìa các bạn. Và bây giờ mình đã chính thức full set này. Tuy nhiên lượng giáp nó cho mình là không đáng kể các bạn à. Ngoài ra thì nó còn có cái hiệu ứng gì xanh xanh bốc ra nữa cơ. Đó đó đó. Yêu. Thôi kệ đi. Méo mó có đỡ không các bạn. Mình có lay phóng xạ không? Ok, không có lay phóng xạ ha. Đỡ đỡ. Rồi. Và mình sẽ thử enchant coi. Ui, bảo vệ 4 nè. Được á. Bảo vệ 4 tiếp. Chậm không ba. Bảo vệ 4 có gai luôn. Tiếp tục là bảo vệ. Rồi, bảo vệ 4 tiếp. Và sẽ tuyệt vời hơn nếu như mình ép cho set giáp này thêm dòng sửa chữa các bạn nhờ. Để mình đỡ phải lo về vấn đề hư hỏng á. Hợp lý nha. Sách sửa chữa thì mình là đại gia các bạn ơi. Nên các bạn cứ yên tâm. Rồi, cho vô đây. Mỗi món một quyển sửa chữa hết luôn. Đó, nón nè. Áo. Và cuối cùng là đôi ủng. Xong phen. Lên đồ. Và chúng ta sẽ có màn comeback ở hang động acid thôi các bạn ơi. Lần này trở lại mình. Ồ, cái gì đấy? Lem radon lam. Một cái khối khá là đã. À, khối này được làm từ cái radon các bạn, hàng gì nó phát sáng. What? Trong này còn có mấy cái thùng gì nữa nè. What the heck? À, đây chắc là một cái bức tượng mèo các bạn. Và với set đồ mới này, mình đang muốn test coi coi khi mà mình xuống cái chỗ acid này. Mình có thể bơi trong acid được luôn. Uầy.
Ở dưới này còn có con cá ba mắt nữa nè. What? Dưới này mà cũng có cá nữa hả? Wow, phát hiện mới các bạn ơi. Mình đã hiểu công dụng của set hazmat này rồi. Nó chống lại axit mà còn giúp mình thở ở dưới nữa. Quá đã luôn á. Trời, trong hang động ha, toàn là phóng xạ này mà lại có slime ở đó nữa ta. Ảo vậy. Rồi và đây là khu vực gì đây? Ồ, có cái thùng rác thải ở đây. Hết rồi. Hả? Có vậy thôi hả? Còn phía bên này lại là một cái khu vực nhà máy phóng xạ hay sao các bạn? Ừ, mình thấy mấy công trình dạng này bên đây cực kỳ nhiều luôn nha. Ôi cơ, quá trời khói nó nghi ngút bốc lên luôn. Không biết là bên trong nó có dấu gì không? Để mình đào xuống dưới coi thử. À, bên trong nó không giấu gì hết các bạn ơi. Trên đỉnh của nó thì cũng có cái thùng không không à. Không có chứa gì bên trong hết trơn á. Nhưng mà khoan, ủa đâu rồi, đâu rồi? Ok, mới gặp con quái vật lạ mình đang lợi thì nó biến mất rồi. Thiệt tình. Ồ, nhưng mà lại bù bằng một con quái vật khác, đó là Reaper. Ê, ví dụ con Reaper này nó nổ thì không biết nó sẽ kinh khủng tới mức nào hết các bạn. Ồ. Ôi. Ôi. Cái kiên. Mình nghe. What? Mình chưa kịp đỡ kiên nữa nó nổ banh xác mình rồi. Trời đất ơi. Không thể khinh thường sức mạnh của con Reaper. Ôm bơm nguyên tử đâu các bạn ơi. Cực kỳ khủng khiếp luôn. Ô mày chui. Thế nên là chúng ta đừng có nên để con Reaper đó phát nổ nha các bạn. Đó là một cái điều cấm kỵ ở cái hang này nha. Thánh thần ạ. À. Nổ một cái bốc hơi là có thiệt các bạn. Rồi. Ủa sao chỗ này quen quen vậy? Ờ hả. Ủa chỗ này quá trời thùng rác thải phóng xạ luôn nè. Mình sẽ thu gom mấy cái này đi. Trên này thì sao? Trên này cũng không có dấu đồ gì hết. Chắc là mình phải đi tìm lại cái con quái vật lạ lạ mà mình chưa có kịp chiến đấu với nó các bạn. Chắc đó là cái con trong sách. Nó ghi là... Để coi coi. Con đó là... Nó là con Bradiac ha. Ok. Mình nghĩ là một xíu nó cũng sẽ gặp thôi. Ở đây mà cũng có khu mỏ nữa. Ôi trời 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 trời. Rồi gặp ngay đại ca đó nữa. Thôi, tốt nhất là nên bắn nó từ xa các bạn ơi. Chứ để nó lại gần rồi nó nổ giống như nãy là tới công chuyện thiệt luôn á. Nó có rơi ra đồ không? Ôi có. Ê, ôi phải đây rồi. Ôi, ôi da, ai da. Ai da, cái con quái vật hồi nãy nè các bạn. Ui, hai con một lượt luôn hả? Mình sẽ dùng cái Extinction Spear của mình để mình khống chế nó. Ui da. Ôi mình hạ được một con rồi. Nice. Mà nó gây sát thương khó chịu quá các bạn ơi. Nó bắn cái gì á. Mình sẽ phóng nó. Này thì quái vật nè. Hê hê. Và lượm được đồ của nó luôn. Nó rơi ra cho mình cái được gọi là Green Soylent. Oh. Còn con Reaper thì đưa mình cái Fissile Core. Wow. Trời ơi, làm bom nguyên tử. Ủa mày chui, kinh thiệt. Để mình thử dạo một vòng ở đây coi. Ôi trời trời, khu mỏ này cũng có xe mỏ chứa rương đàng hoàng. Ồ, ôi có ba lô nữa nè. Được luôn. Reaper thì kệ đi, không quan tâm lắm. Và mình phát hiện ra cái Fissile Core, cái mà cái con Reaper nó rơi ra cho mình đó các bạn. Mình có thể chế tạo vũ khí nha. Nhưng mà mình cần phải có cái Uranium Rod này. Hey, hồi nãy đi mình không có đem theo que quỷ lửa. Để mình đi tìm thêm công trình đi. Tại cái đó cũng có thể loot trong công trình đó các bạn. Ui mình nghe tiếng mèo ở trên các bạn ơi. Hay là mình sẽ bắt cái con cá này. Ok. Bắt cá ở ngay cái hồ acid này luôn. Sau đó mình thả lên trên đất liền ha. Lúc đó mình mới farm được. Và con zombie này nhìn vậy. Hả? Quen biết gì không mà nhìn.
Cho nó tắm axit luôn các bạn. Mát không cưng? Rồi rồi, không biết nó có nhiễm phóng xạ hay là biến đổi hình dạng gì hay không đây. Ui, nó ngậm luôn các bạn ơi. Cái ghê vậy. Ui, bên kia còn có nhà gì nữa kìa. What? Cái nhà bị chìm ở dưới cái hồ axit rồi. Chưa chưa, để mình bắt cá cái đã. Ê, măng cá, măng cá. Nó lên bờ nó không bơi được các bạn. Ok, một con. Ê, lộn 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 lộn, này là em khủng long bay của mình. Tí nữa thì nhầm rồi. Ok, mình đã có được hai cái con rat gill rồi. Mình sẽ tìm Ray Cat. Hồi nãy mình nghe tiếng em nó trên này các bạn ơi. Nè 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 nè, Ray Cat nè. Thử coi. Ui. Oh, mình đã làm bạn được với Ray Cat rồi các bạn ơi. Oh, em thích ăn cá. Wow, đã nha. Và giống như ở thế giới thường các bạn, Ripper nó sẽ sợ mèo đúng không? Thì ở cái hang này, Ripper ôm bơm cũng sẽ sợ em Ray Cat này á. Nên là mình mang ẻm theo, mình nghĩ sẽ rất là tiện đây. Rồi, ở đây thì lại thêm một cái công trình. Mình sẽ nhảy xuống và khám phá thử luôn. Có cửa rồi nữa nè. Ồ, ui, có giường. Ui, trời 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 trời, axit chạy vô. Oh my god. Ồ, có uranium rod luôn. Ngon. Có thêm mấy cái gạch và green soylent. Lượm luôn ha. Bên này. Ồ, tiếp tục là uranium rod nữa nè. Yeah. Được, được, được. Vậy là bây giờ mình sẽ thử chế tạo công thức cái súng luôn ha. À, để coi coi. Polymer plate thì mình sẽ đặt theo công thức dày. Fissile core để đây. Và cuối cùng là uranium rod. Ủa đúng không ta? Như hai cái thì phải. À đây, chính xác. Mình sẽ được ray gun ha. Ooh, wow. Được cái thành tổ luôn cả. Ui. Wow. Cái súng này bắn, bắn ra một cái chùm tia vậy đó các bạn ạ. What? Có vẻ thú vị. Ui dạ, nhưng mà chỗ này axit nó tràn vô rồi. Mình phải tìm đường thoát thân thôi. Qua bên đây. Ê, có con cá kìa. Mình sẽ săn cá ở dưới này luôn. Súng này bắn có vẻ là xịn xịn á. Được, mình thích nó. Ôi trời, mình bắn cái con cá văng lên đây luôn nè. Ngẫm chưa? Văng lên chưa? Mất tiêu luôn. Trời ơi, cái súng này hủy diệt quá các bạn ơi. Kinh thiệt chứ. Một xíu mình sẽ test lên con Ripper ha. Rồi, ở đây là chỗ nào mà sao lại có mấy cái thùng này vậy? Ồ, còn đây có cái khói gì nữa nè. Khói mới các bạn ơi. Hả? Đây là khói gì mà xanh xanh vậy? Cái này thì hình như... Wow, nó rơi xuống giống như cát vậy đó các bạn. Thêm một cái chỗ hồ axit nữa. Trong này có công trình luôn. Có rương không? Ờ, có rương nè. Có những cái lọ radon. Nhưng mà không có uranium rod nữa. Phía bên kia mình thấy còn cái thùng nữa. Đúng không? Ủa không phải, quê sệ à. Không phải thùng các bạn ơi. Đó là những cái khói rỉ sét thôi ha. Ủa, cái gì vậy? Ủa trời, con này nó tấn công bằng cái lưỡi các bạn. Dám tấn công bằng cái lưỡi hả? Mình bắn nó bằng cái súng mới. Wow. Cái súng mới này bắn cái con quái vật nó tê tê, không di chuyển được luôn các bạn ơi. Đỉnh thiệt chứ. Và nó còn rơi ra cho mình Charred Remain. Và đây chính là thứ để mình làm ra được cái lò, kiểu như là lò nung hạt nhân á. Yeah, một thứ rất là hữu ích nha. Được đấy. Ê, 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 thu giữ tới. Bắn nó lẹ. Ok, coi. Ui, mày quá, nó không nổ các bạn ơi. Nó nổ chắc là bóp hơi chập hai quá. Ủa, kia là gì vậy? Sao giống gấu vậy? Gấu. Trời đất ơi, sao gấu ngủ đông sâu vậy? Ngủ tuốt ở dưới này lần các bạn. Kinh thiệt á. Ok, mình sẽ tiếp tục đi săn những cái con quái vật có tuyệt chiêu. Oh no. Chạy thôi các bạn ơi. Nó sắp nổ rồi. Ê, đừng có cản ta mà. Ui,
Ok. Oh my gosh. Cái con này tí xíu người, là người báo đời báo đốm rồi đó. Đang chạy mà. Rồi kìa các bạn coi kìa, vụ nổ hạt nhân của con Ripper kia đã làm cho những con quái vật bị nhiễm phóng xạ hết rồi. Xanh lè luôn. Ripper da... Ủa, con xương da xanh. Ripper thì xanh sẵn rồi các bạn. May là mình chạy kịp. Người có kiến thức, kinh nghiệm với trải nghiệm mới vừa rồi ha. Chúng tôi là non nớt giống như lúc đầu là đi rồi. Đừng có liếm ta nữa. Thấy ta ngon quá rồi hở hở cái liếm. Ê Ripper. Ôi trời, nó nổ cái nóc ao hai con kia luôn rồi. Trở về nhà, việc đầu tiên mình cần làm đó chính là tạm thời cách ly cái em mèo này hết các bạn. Mình sẽ để em ở xa xa mấy cái nhóc trong kia xíu. Ngồi xuống đi. Rồi đó. Nhưng mà được cái em này phát sáng á các bạn. Nhìn ở một góc độ nào đó, em sẽ phát sáng á. Đó 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 đó. Trông rất là đẹp luôn. Hên là mình có mặc đồ này thôi chứ không mình mà lại gần em chắc cũng... Đó, mình sẽ bị nhiễm phóng xạ liền ha. Không đùa được đâu. Thế nên là thôi, tạm thời cách ly em ở đó một xíu. Rồi, còn phần mình sẽ vô trong để chúng ta làm những cái bộ phận của cái lò nung hạt nhân các bạn ơi. Công thức của nó thì khá là rẻ thôi. Mình sẽ cần lò luyện kim nè. Cái này thì nhà mình còn một ít cái. Một, hai. Ui, không đủ rồi. Mình bắt buộc phải đi săn thêm một chập nữa. Để chúng ta có đủ cái số lượng những cái Gyrid Gilman ha các bạn. Bây giờ thì mình đã có thể làm thêm được khá là nhiều những cái Nuclear Furnace Component rồi. 1, 2, đó. Tổng cộng là 8 cái ha. Và hơi tiếc là chúng ta không có đủ để làm 16 cái rồi các bạn. Trung bình một cái lò nung hạt nhân á, thì sẽ cần 8 cái. Nhưng mà không sao, có được một cái thì mình nghĩ cũng đủ để chúng ta thí nghiệm rồi. Nhưng mà trời đang mưa nên là thôi, mình sẽ ngủ một giấc. Rồi sáng dậy chúng ta mới đi ra ngoài và bắt đầu công việc test thử lò nung hạt nhân ha. Nhưng để đảm bảo an toàn các bạn, thì mình sẽ hạn chế đặt cái lò nung hạt nhân này gần những em khủng long và những nơi ở của mấy em ha. Chứ lỡ mà nó phát nổ một cái là thôi xong luôn. Công sức mà mình gây dựng cái nơi ở đó cũng như là nuôi nấng mấy em khủng long là đổ sông đổ biển các bạn à. Và mình quyết định mình sẽ chạy ra tít ngoài này, gần gần cái hồ dầu nè. Quá nổ banh cái hồ dầu cũng không tiếc các bạn. Rồi mà chắc không tới nổi gì đâu. Dạ nhẽ mình xui tới vậy. Rồi giờ thì mình sẽ đặt xuống hai lớp ha. Một. Rồi lớp thứ hai nè. Đó, khi mà đủ thì nó sẽ bắt đầu tạo thành Nuclear Furnace ha. Và đây chính là cái lò nung hạt nhân đó các bạn. Để chạy được cái lò nung này thì mình sẽ cần có nhiên liệu. Đó chính là những cái thanh uranium. Mình cho vô đây. Và công dụng của nó thì giống như cái lò nung bình thường thôi. Mình có thể nung với tốc độ siêu tốc. Đó, nó khác biệt với những cái lò nung thường là nó sẽ nung rất là nhanh ha. Sẵn đây nó có mấy cái sắt nè. Đó, mình sẽ lấy một ít ha. Cho nó vô đây. Đó, các bạn coi kìa. Nó chạy siêu nhanh luôn á các bạn ơi. Wow. Đã thiệt chứ. Xong rồi. 10 phôi mà nấu cấp tốc luôn. Tương tự với mấy cái quặng khác luôn á. Nói chung thì cái lò này nó sẽ nấu được rất là nhiều thứ luôn nha. Và mình có thể ngắm bên trong không? Kìa kìa. Đây là cái lò nung hạt nhân khi mà nó đang hoạt động á các bạn. Nhưng mà các bạn có để ý cái thanh bên này không? Đây chính là cái thanh rồi sao ta? Chất thải hóa học á các bạn. Khi mà cái này nó đầy mà mình không có thu gom ra bớt á thì chắc chắn nó sẽ SOS và boom, mình sẽ bốc hơi. Đó là nếu mình không dọn rác thôi. Còn nếu như mình làm ra những cái metal barrel, công thức của nó sẽ là như vậy. Và mình sẽ cho vô cái khu vực đựng rác thải ha. Ở đây. Đó, nó sẽ truyền cái lượng chất thải hóa học vô trong cái thùng này. Và nó sẽ biến thành waste room. Là những cái lọ mà, những cái thùng mà mình lượm ở trong cái hang toxic đó các bạn. Đó, cơ chế của nó thì cũng đơn giản vậy thôi. Và như vậy thì mình có thể dùng cái chỗ lò nung này hoài hoài mà không có sợ bị xảy ra trục trặc ha. Nhưng mà an toàn nhất thì mình vẫn nên đặt nó xa nhà một xíu ha. Đó là mình phòng trừ rủi ro thôi các bạn. Nói chung thì hôm nay cũng là một ngày rất là thú vị khi mà chúng ta phát hiện ra được một cái hang. Tuy nguy hiểm nhưng mà nó cũng có những món đồ rất là hữu ích trong công cuộc sinh tồn của mình ha. Sắp tới thì mấy con khủng long nào mà ăn hiếp những cái người bạn của mình. Mình sẽ dùng cái súng này để mình bắn cho mông nó. Sao mà đỡ nổi. Chỉ hơi tiếc á là cái hang vừa rồi nó không có khủng long để cho mình kiểu như chiến đấu. Nhưng mà khoan,
Không, nói không có thì cũng không đúng hoàn toàn. Bởi vì ở trong đây có tre Mozilla. Là một loài khủng long nhưng mà bị nhiễm phóng xạ các bạn. Và sắp tới, các bạn có muốn mình triệu hồi tre Mozilla và chiến đấu một trận sống mái hay không? Hãy cho mình biết ý kiến của các bạn ở dưới phần bình luận nha. Và cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng mình trong một ngày thám hiểm ở một nơi cực kỳ nguy hiểm như vậy. Hy vọng rằng những ngày kế tiếp chúng ta có thể thực hiện được nhiều cái chuyến thám hiểm thú vị hơn và phát hiện ra thêm nhiều điều thú vị hơn á. Mà bạn nào có nhu cầu mặc Roblox, Lovefruit cũng như là Unit Toilet thì nhớ ghé qua shop của Lộc nha. Link shop ở dưới phần bình luận á. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.